đổ cá, cá đem về đó anh em. Rồi thì mình đem về mình thả vô như vậy. Hôm nay mình rảnh nè, mình đang châm, mình đang hút 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 cặn nó ra nè anh em. Đó, đang hút cặn nó ra, dùng cái ống nước mà, dùng ống nước mà hút cặn nó ra, dùng ống nước hút cặn nó ra. Thì cái đây là một thùng móc cá trống, và bên này là một thùng móc cá mái nè, thùng móc cá mái. Và mình đem về tối thứ tư, mà hôm nay là tối thứ bảy rồi, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Thì sau ba ngày đây nè, mình dùng cái thao nước đây, mình múc thao nước đây, lấy dây chạy thao nước đây, và mình dùng vòi ống sủi oxy đó, và mình châm nhỏ giọt vào đây đó, nước cứ nhỏ giọt từ từ, mình không vội gì hết, mình cứ để cho nó chảy suốt ngày suốt đêm vậy đó, để cho nó chảy suốt ngày suốt đêm. Thì sau 4 ngày 3 ngày thì nó hởm về tí xíu nước, nó chừng 1/4 này anh em, nó cao lên có chừng 1 phân à, mà hôm nay nó đã lên một đống nước ở đây rồi. Thì khi mình đem về mình đã test pH, là pH của người ta gần 8 chấm, và pH của mình đây là mình cũng lên 7.5 đó. Bên này là cái thùng cá mái, thì mình cứ để về suốt đêm thôi, thì một ngày thì nó cỡ chừng nửa thao này, mình cũng không vội vàng, mặc dù pH mình canh cũng rất là chuẩn rồi, nhưng mà mình không vội vàng. Thì các anh em hỏi mình là nước nuôi cá koi cao bao nhiêu cho đủ, thì đây mình đây cho anh em xem, mình đem về mình thả vô đây. Thì nếu anh em có vật dụng nuôi bao cao thì mình châm nước lên, từ từ mình cứ châm nước lên, mình không vội vàng gì hết, tại vì quan trọng là một đống cá này nó sống, chứ không phải là mực nước nó cao bao nhiêu hết. Mình có đồ nuôi bao nhiêu thì mình cho nước cao bấy nhiêu thì nó càng tốt. Và này mình đang rảnh, mình đang hút cặn ra nè, đó rồi. Vừa rồi là anh em xem cái phần mà mình làm thuần nước cho con cá bầy cá koi đem về đó. Bây giờ mình sẽ nói tới cái phần mình xử lý nước máy. Thì cái nguồn nước máy hiện tại nó có nhiều cái chất khử trùng quá anh em, nên nó không an toàn. Và đây là cái mình dùng một cái lõi lọc ba lõi nè, cái này mình mua 9 năm trước thì nó khoảng 500.000, rồi về sau đó mình mua một cái lõi trên nữa. Thì cái bộ lõi lọc này á, đầu tiên thì nó sẽ lọc qua những cái cặn bẩn cặn dơ nè, là cái lõi thứ nhất. Và cái lõi thứ hai á, là nó sẽ có than hoạt tính trong đây, nó khử độc. Rồi cái lõi thứ ba này á, là nó cũng là những cái sợi carbon, nó lọc lại carbon ép để mà lọc lại, để mà ra nước cái độ mà trong á, với lại những cặn thật là nhỏ không còn nữa. Và đồng thời á, khi mình làm vậy mình vẫn cẩn thận hơn, mình mua thêm cái lõi thứ tư nữa. Cái lõi này là cũng là cái lõi cho về carbon luôn, cái lõi này lọc carbon luôn, tại vì mình mất rất là sợ cái nước máy nó có cái chất khử trùng đó, chất khử trùng clo đó, nên mình lọc qua đây cho chắc ăn. Và khi mà qua ba lõi lọc này và nó lên cái sợi dây này ra lõi lọc thứ tư nè, qua lõi lọc thứ tư, và cái lõi lọc thứ tư này á, nó sẽ ra cái nước đây, nước nó đang chảy đây nè. Mình cũng không có vội vàng, mình cho nó chảy rất là chậm thôi, để cho nó lọc từ từ. Chứ tốc độ của cái lõi này thì nó khoảng cỡ 200 lít một ngày. Và nếu mà anh em coi, bây giờ nó cũng rẻ quá anh em. Bây giờ anh em coi ở trên Shopee hay này kia đó, thì nó bán có khoảng cỡ chừng 300.000. Mà mình nghĩ cái này xử lý nước máy về quá tốt rồi, quá rẻ luôn, có 300.000 thôi. Thì khi mà nước máy nó qua xử lý xong thì mình cho nó chảy vào đây, Khi mà mình xử lý nước máy như vậy xong rồi, mình cho sủi qua cái lọc vi sinh nè anh em.
để tạo vi sinh trong cái hồ, cái thùng mót, thùng nước để mình cung cấp, để mình thay nước chăm nước cá hàng ngày. Và đây nè, đó, mình chăm nước vào đây để mà mình vẫn cứ cho nhỏ giọt bình thường vô như vậy. Đó, nó là bình thường như vậy. Thậm chí mà nếu mà chắc ăn nữa, anh em muốn kiểm tra cái nguồn cá mình có tốt không, thì nguyên bầy cá lớn đây nè, mình bắt một con cá, mình bắt một con cá trống coi đây nè, đó, mình đổ vô cái thao nước này luôn, giống như cho làm cảm tử luôn anh em. Đó, cho nó làm cảm tử luôn. Thì mình dùng cái nguồn nước này, cứ mỗi ngày mình thay cá của mình á 10%, thì toàn bộ cái cá của mình nó sẽ quen với lại cái môi trường nước này, nó quen với cái môi trường mà mình nước, mà nước máy này luôn. Thì mình bắt con cá, mình dời nước cá hay mình lấy nước mới cũng không sao hết. Đó là cái cách để mà mình xử nước máy và thuần nước cho cá luôn nha.